Các em học sinh thân mến, tiết trước chúng ta đã nắm được một số khái niệm liên quan đến kinh doanh và doanh nghiệp. Tiết học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu chủ đề tiếp theo là doanh nghiệp và lựa chọn lĩnh vực kinh doanh, nằm trong nội dung chương 4 sách giáo khoa Công nghệ 10. Như vậy, với chủ đề này thì câu hỏi được đặt ra là kinh doanh hộ gia đình có những đặc điểm gì? Cách tổ chức hoạt động kinh doanh hộ gia đình ra sao? Đặc điểm thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp nhỏ là gì? Dựa vào căn cứ nào mà chủ doanh nghiệp lựa chọn xác định được lĩnh vực kinh doanh cho doanh nghiệp của mình? Chúng ta bắt đầu nghiên cứu nhé. Trước hết, cô mời các em nghiên cứu bài 50 trong sách giáo khoa. Các em đi vào mục A lớn, doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mục 1 Nam mã, kinh doanh hộ gia đình. Mục 1 nhỏ, đặc điểm của kinh doanh hộ gia đình. Trước hết, cô mời các em nghiên cứu phần 1 Nam mã, mục 1 nhỏ, bài 50 trong sách giáo khoa và cho cô giáo biết là các lĩnh vực trong kinh doanh hộ gia đình. Các em ạ, trong kinh doanh hộ gia đình thì có 3 lĩnh vực kinh doanh. Thứ nhất là sản xuất, thứ hai là thương mại và thứ ba là dịch vụ. Như vậy, để nhận biết được kinh doanh hộ gia đình thuộc lĩnh vực nào, cô mời các em quan sát hình ảnh sau. Như các em biết là hình ảnh số 1 là hộ gia đình là chăn nuôi gà. Hình ảnh số 2 là một đại lý bán hàng tạp hóa. Hình ảnh số 3 là một tiệm cắt tóc. Hình ảnh số 4 là một gia đình chăn nuôi lợn. Vậy các em hãy trả lời câu hỏi ở phía dưới. Khi quan sát hình ảnh thì các em hãy chọn các lĩnh vực kinh doanh sao cho phù hợp với các hình ảnh trên. Các em đã có câu trả lời chưa nhỉ? Vậy câu trả lời của chúng ta là vị trí số 1 là gia đình này tham gia vào kinh doanh thuộc lĩnh vực sản xuất. Hình ảnh số 2 là lĩnh vực thương mại. Hình ảnh số 3 là lĩnh vực dịch vụ. Hình ảnh số 4 là lĩnh vực sản xuất. Sau đây, cô mời các em tiếp tục nghiên cứu một số hình ảnh về hoạt động kinh doanh hộ gia đình. Hình ảnh thứ nhất thì các em quan sát đây cũng là một hộ gia đình tham gia vào kinh doanh thuộc lĩnh vực sản xuất, đó là chăn nuôi gà thịt để bán ra ngoài thị trường. Hình ảnh số 2, đây cũng là một hình ảnh về một hộ gia đình kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại. Cụ thể là đây là một cái đại lý bán hàng và thực hiện cái hoạt động mua bán hàng hóa. Vậy qua hình ảnh mà các em quan sát kết hợp với kiến thức thực tiễn của em và kết hợp với nghiên cứu phần 1 Nam mã, mục 1 nhỏ, bài 50 trong sách giáo khoa. Các em hãy cho cô giáo biết kinh doanh hộ gia đình thì có những đặc điểm gì? Cô gợi ý một chút, đó là em hãy cho biết về quy mô kinh doanh, công nghệ kinh doanh và nguồn lao động. Các em đã có câu trả lời chưa nhỉ? Thế thì đặc điểm kinh doanh hộ gia đình thì các em chú ý cho cô có 4 đặc điểm cơ bản. Đặc điểm thứ nhất, nó là một loại hình kinh doanh nhỏ thuộc sở hữu tư nhân, trong đó cá nhân hay chủ gia đình là chủ. Đặc điểm số 2 là quy mô kinh doanh rất là nhỏ.
Đặc điểm số 3, công nghệ kinh doanh đơn giản. Đặc điểm số 4, lao động thường là thân nhân trong gia đình. Tiếp theo, cô mời các em cùng nghiên cứu vào mục hai nhỏ, cách tổ chức hoạt động kinh doanh hộ gia đình. Các em ạ, vậy câu hỏi đầu tiên được đặt ra là để tổ chức hoạt động kinh doanh hộ gia đình thì cần những điều kiện gì? Các em đã có câu trả lời chưa nhỉ? Thế thì các em ạ, để tổ chức được hoạt động kinh doanh hộ gia đình thì cần có hai điều kiện. Thứ nhất là cần phải có vốn. Thứ hai là cần phải có nguồn lao động. Vậy thì để tổ chức vốn và nguồn lao động trong cái hoạt động kinh doanh hộ gia đình thì cần tổ chức như thế nào? Thì trước hết là chúng ta lưu ý đó là tổ chức vốn kinh doanh. Thì vốn kinh doanh thì người ta chia ra làm hai loại vốn trong hoạt động kinh doanh hộ gia đình. Đó là vốn cố định và vốn lưu động. Vậy các em hiểu thế nào là vốn cố định, thế nào là vốn lưu động? Để hiểu về vốn cố định và vốn lưu động thì bây giờ các em có thể lấy một cái ví dụ sau. Ví dụ như là gia đình em có kinh doanh một cái đại lý bán hàng. Tức là có mở một cái đại lý bán hàng. Thì cái vốn cố định là cái vốn mà gia đình em đầu tư để xây dựng cửa hàng hoặc là sắm các trang thiết bị trong cửa hàng đó. Thì cái nguồn vốn này được gọi là vốn cố định. Và cái nguồn vốn lưu động là vốn để gia đình em đầu tư vào để tham gia vào cái việc mua bán hàng hóa, thì cái nguồn vốn này được gọi là vốn lưu động. Thế thì thứ hai các em lưu ý, cái nguồn vốn chủ yếu trong hoạt động kinh doanh hộ gia đình đó là của bản thân gia đình. Ngoài ra gia đình có thể sử dụng hay là lấy những cái nguồn vốn thu hút những cái nguồn vốn khác như là vay ngân hàng hoặc là các cái nguồn vay khác. Ngoài tổ chức về vốn kinh doanh thì cái tổ chức về lao động trong kinh doanh hộ gia đình cũng đóng vai trò rất là quan trọng. Vậy trong hoạt động kinh doanh hộ gia đình thì người ta sử dụng lao động chính là những người trong gia đình. Và tuy nhiên một điều các em chú ý cho cô đó là sử dụng lao động trong gia đình một cách rất linh hoạt. Một lao động có thể làm nhiều việc khác nhau. Ví dụ gia đình em có tham gia vào hoạt động kinh doanh thương mại, đó là mở một cái đại lý bán hàng. Thế thì mẹ em là chủ của doanh nghiệp của đại lý bán hàng đó, thì mẹ em có thể tham gia vào làm rất là nhiều việc trong đại lý bán hàng, có thể dọn dẹp cửa hàng, có thể trực tiếp bán hàng, có thể làm những công việc khác như là mua hàng để về bán, rồi là thực hiện hoạt động bán hàng, vân vân. Thì một lao động có thể làm được nhiều việc khác nhau trong hoạt động kinh doanh hộ gia đình. Khi kinh doanh hộ gia đình thì chúng ta cần phải xây dựng kế hoạch kinh doanh. Khi xây dựng kế hoạch kinh doanh là một cái điều vô cùng quan trọng để thực hiện hoạt động kinh doanh hộ gia đình đạt hiệu quả. Thế thì xây dựng kế hoạch kinh doanh thì cái ý điều đầu tiên là phải xây dựng được kế hoạch bán sản phẩm do gia đình sản xuất ra. Nếu gia đình tham gia vào kinh doanh thuộc lĩnh vực sản xuất. Vậy các em nghiên cứu mục 3 nhỏ phần 1 Nam Mã trong sách giáo khoa bài 50 và cho cô giáo biết là kế hoạch
bán sản phẩm do gia đình sản xuất ra được tính như thế nào? Sau đây là một cái ví dụ mà các em có thể xác định được. Ví dụ, gia đình em một năm sản xuất được 2 tấn thóc. Số thóc để ăn và để giống là 1 tấn. Vậy số thóc còn lại để bán là bao nhiêu? Thế thì số thóc bán ra thị trường thì được tính bằng công thức là lấy cái số thóc mà gia đình em sản xuất ra trừ đi số thóc mà để ăn và gia đình em để giống. Thế thì các em lấy 2 tấn trừ đi 1 tấn bằng 1 tấn. Như vậy, số thóc mà gia đình em để bán ra ngoài thị trường là được 1 tấn. Vậy từ đây chúng ta có thể rút ra công thức khái quát xây dựng cái kế hoạch bán sản phẩm do gia đình sản xuất ra. Đó là mức bán sản phẩm ra thị trường bằng tổng số lượng sản phẩm sản xuất ra trừ đi số sản phẩm gia đình tự tiêu dùng. Như vậy, trong cái ví dụ trên thì số sản phẩm gia đình tự tiêu dùng đó là cái số thóc để ăn và để giống. Thế còn tổng số lượng sản phẩm sản xuất ra đó là gia đình một năm thì sản xuất được tổng 2 tấn thóc. Thứ hai là chúng ta xây dựng kế hoạch mua gom sản phẩm để bán. Tức là để mua gom sản phẩm để bán thì đây là một cái kế hoạch mà nếu gia đình em kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại. Thế thì kế hoạch mua gom sản phẩm để bán được xây dựng như thế nào thì mời các em có thể tìm hiểu thông qua một cái ví dụ sau đây. Mặt hàng A mỗi ngày bán được 20 cái, bình quân một tháng bán được 600 cái. Vậy kế hoạch mua gom mặt hàng A phải đủ để mỗi tháng có 600 cái bán ra. Vậy kế hoạch mua gom sản phẩm để bán là một hoạt động thương mại. Lượng sản phẩm mua vào sẽ phụ thuộc vào khả năng và nhu cầu bán ra. Cô mời các em tiếp tục nghiên cứu phần 2 Nam Mã, doanh nghiệp nhỏ. Vậy để hiểu doanh nghiệp nhỏ có những cái đặc điểm gì thì cô mời các em xử lý một tình huống sau. Ví dụ có hai nhóm doanh nghiệp. Nhóm thứ nhất, Tổng công ty dầu khí và Tập đoàn Bảo hiểm Bảo Việt. Như vậy đây là hai cái doanh nghiệp ví dụ điển hình của nhóm số 1. Nhóm số 2, ví dụ như là doanh nghiệp sản xuất gốm sứ, xí nghiệp mây che đan. Thế thì câu hỏi được đặt ra là em hãy so sánh hai nhóm doanh nghiệp trên. So sánh tức là các em làm rõ hai ý, các em trình bày một số đặc điểm giống và khác nhau. Như vậy, câu trả lời của chúng ta là thứ nhất, đặc điểm giống nhau của hai nhóm doanh nghiệp trên là thứ nhất là đều là những doanh nghiệp. Thứ hai, đều thực hiện hoạt động kinh doanh. Thứ ba là mục đích cuối cùng là thu lợi nhuận. Đặc điểm khác nhau của hai nhóm doanh nghiệp trên. Nhóm doanh nghiệp thứ nhất là nguồn vốn lớn, khách hàng rộng rãi, lợi nhuận cao, lao động nhiều. Nhóm doanh nghiệp số 2 là nguồn vốn nhỏ, khách hàng ít hơn, lợi nhuận không lớn, số nhân công ít hơn. Vậy nhóm doanh nghiệp số 2 thì được gọi là doanh nghiệp nhỏ. Vậy theo em thì doanh nghiệp nhỏ thì có những đặc điểm gì?
Mời các em quan sát hình ảnh một số doanh nghiệp nhỏ. Cái doanh nghiệp thứ nhất, các em quan sát người đang động tham gia vào hoạt động trong doanh nghiệp này. Hình ảnh là sản xuất đồ gốm. Thứ hai là cái doanh nghiệp này tham gia vào sản xuất hoa để bán ra ngoài thị trường. Vậy doanh nghiệp nhỏ thì có những đặc điểm gì? Thứ nhất là doanh thu không lớn. Thứ hai là số lượng lao động không nhiều, trung bình hàng năm thì không quá 300 người. Thứ ba là vốn kinh doanh ít, không quá 10 tỷ đồng. Vậy với đặc điểm trên của doanh nghiệp nhỏ, thì doanh nghiệp nhỏ gặp những thuận lợi và khó khăn gì? Thứ nhất là thuận lợi. Doanh nghiệp nhỏ thì tổ chức hoạt động kinh doanh linh hoạt, dễ thay đổi phù hợp với nhu cầu thị trường. Thuận lợi thứ hai là dễ quản lý chặt chẽ và hiệu quả. Vì sao lại dễ quản lý chặt chẽ và hiệu quả? Các em biết là số lượng nhân công là ít, không quá 300 người trong một năm. Và công nghệ kinh doanh thì cũng đơn giản, chính vì vậy là rất dễ quản lý. Thứ ba là dễ dàng đổi mới công nghệ. Thứ hai là khó khăn. Doanh nghiệp nhỏ thì gặp không ít những khó khăn. Vậy khó khăn thứ nhất là vốn ít nên khó có thể đầu tư đồng bộ. Khó khăn thứ hai là thiếu thông tin về thị trường. Khó khăn thứ ba là trình độ lao động thấp. Khó khăn thứ tư là trình độ quản lý thiếu chuyên nghiệp. Vậy có những lĩnh vực kinh doanh nào phù hợp với doanh nghiệp nhỏ thì mời các em nghiên cứu vào mục 3 nhỏ. Cô mời các em nghiên cứu vào mục 3 nhỏ phần 25 mã bài 50 trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi sau. Em hãy cho biết các lĩnh vực kinh doanh mà thích hợp với doanh nghiệp nhỏ. Các em quan sát đây là hình ảnh một cái doanh nghiệp nhỏ mà sản xuất gốm sứ. Đây là một cái doanh nghiệp mà tham gia cái lĩnh vực kinh doanh là sản xuất. Thế thì lĩnh vực kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp nhỏ gồm có các hoạt động sản xuất hàng hóa như thóc, trồng hoa, gốm sứ, các hoạt động mua bán hàng hóa như đại lý xăng dầu, bánh kẹo, vân vân. Các hoạt động dịch vụ như sửa chữa xe máy, cửa hàng sách, vân vân. Sau đây, mời các em dở tiếp bài 51 trong sách giáo khoa, chúng ta nghiên cứu tiếp. Chúng ta đi vào phần B lớn là lựa chọn lĩnh vực kinh doanh. Như các em đã biết, thì các lĩnh vực kinh doanh thì người ta chia ra làm 3 lĩnh vực. Thứ nhất là sản xuất, thứ hai là thương mại và thứ ba là dịch vụ. Trong lĩnh vực sản xuất thì gồm có sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp, sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Trong lĩnh vực thương mại gồm có mua bán trực tiếp, các đại lý bán hàng. Trong lĩnh vực dịch vụ thì gồm có sửa chữa, bưu chính viễn thông, văn hóa, du lịch. Thế thì câu hỏi được đặt ra là căn cứ nào để xác định được lĩnh vực kinh doanh cho doanh nghiệp? Cô mời các em hãy nghiên cứu ví dụ sau. Một xí nghiệp cơ khí X năm đầu thành lập chỉ sản xuất dụng cụ cơ khí cầm tay như búa, kìm, kéo, vân vân. Sang năm thứ hai, do dự đoán được nhu cầu của thị trường về lĩnh vực khách sạn, nhà hàng sẽ phát triển, do đó yêu cầu về trang trí nội thất sẽ tăng. Giám đốc xí nghiệp quyết định tập trung đầu tư sản xuất bàn ghế cao cấp cho văn phòng, khách sạn, nhà hàng, lớp học, hội trường, vân vân. Trong một năm, xí nghiệp đã sản xuất được
hơn 30 sản phẩm với hàng nghìn chủng loại, đạt doanh thu trên 3 tỷ đồng và lãi thu về trên 200 triệu đồng. Từ số vốn đầu tư ban đầu là 500 triệu đồng, nay xí nghiệp đã có số vốn trên 1 tỷ đồng. Mục tiêu của xí nghiệp là đạt doanh thu 10 tỷ đồng và sẽ xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Vậy, câu hỏi đầu tiên được đặt ra sau ví dụ này. Em hãy cho cô giáo biết là giám đốc xí nghiệp X thì đã quyết định tham gia kinh doanh thuộc lĩnh vực nào? Câu trả lời của chúng ta là xí nghiệp X đã tham gia kinh doanh thuộc lĩnh vực sản xuất, cụ thể là sản xuất bàn ghế cao cấp cho văn phòng, khách sạn, nhà hàng, lớp học. Câu hỏi số 2. Căn cứ vào đâu mà giám đốc xí nghiệp X lại quyết định tham gia vào lĩnh vực kinh doanh này? Các em thấy rằng căn cứ vào nghiên cứu nhu cầu thị trường, về lĩnh vực khách sạn, nhà hàng phát triển. Do đó yêu cầu về trang trí nội thất tăng. Chính vì vậy, giám đốc xí nghiệp X đã quyết định lựa chọn lĩnh vực kinh doanh này. Vậy, có những căn cứ sau đây để xác định lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp. Thứ nhất là thị trường có nhu cầu. Thứ hai, phải đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Thứ ba là huy động có hiệu quả mọi nguồn lực của doanh nghiệp và xã hội. Thứ tư là hạn chế thấp nhất những rủi ro đến với doanh nghiệp. Vậy, làm thế nào để xác định được lĩnh vực kinh doanh phù hợp cho doanh nghiệp? Các em có thể nghiên cứu ví dụ sau. Ở nông thôn thì kinh doanh dịch vụ, vật tư nông nghiệp, kỹ thuật chăn nuôi, giống cây trồng, vật nuôi là phát triển. Vì sao? Thì ở nông thôn lại thích hợp với cái lĩnh vực kinh doanh này. Thì các em biết một điều rằng là nông thôn thì có diện tích đất đai rất là lớn, chủ yếu người nông dân là tham gia vào sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, những lĩnh vực kinh doanh trên thì nó phù hợp với ở nông thôn. Vậy lĩnh vực kinh doanh phù hợp là gì? Thì các em chú ý cho cô. Lĩnh vực kinh doanh phù hợp là lĩnh vực kinh doanh cho phép doanh nghiệp thực hiện mục đích kinh doanh phù hợp với pháp luật và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy, để lựa chọn lĩnh vực kinh doanh phù hợp thì nhà kinh doanh phải thực hiện theo mấy bước? Thì các em lưu ý, nhà kinh doanh phải tiến hành theo hai bước, đó là phân tích và quyết định lựa chọn. Phân tích thì cần phải phân tích những gì? Đó là phân tích môi trường kinh doanh, tức là về môi trường của kinh doanh, tức là thị trường, nhu cầu của thị trường, chính sách, pháp luật hiện hành. Thứ hai, đánh giá năng lực của đội ngũ lao động. Thứ ba, khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường của doanh nghiệp. Thứ tư, điều kiện về kỹ thuật công nghệ. Thứ năm, phân tích về tài chính, tức là về nguồn vốn, khả năng huy động vốn, thời gian hoàn vốn, lợi nhuận và rủi ro. Và sau khi phân tích thì nhà kinh doanh quyết định lựa chọn. Trên cơ sở phân tích đánh giá thì quyết định lựa chọn lĩnh vực kinh doanh phù hợp cho doanh nghiệp của mình. Sau những nội dung kiến thức mà các em đã vừa nghiên cứu, cô mời các em củng cố kiến thức thông qua một cái trò chơi vượt chướng ngại vật, một cái trò chơi ô sữa sau đây. Như vậy, ô chữ của chúng ta gồm có 9 hàng ngang. Trong 9 hàng ngang này sẽ tương ứng với 9 câu hỏi mà các em trả lời. Và trong đó có một cái câu hỏi từ khóa. Thế thì bây giờ mời các em lần lượt đi trả lời những từ hàng ngang trong ô chữ sau đây. Hàng ngang số 1 có 5 chữ cái. Câu hỏi: em hãy cho biết buôn bán ma túy có phải là lĩnh vực kinh doanh phù hợp không? Câu trả lời của chúng ta là
Không, buôn bán ma túy thì đem lại lợi nhuận rất cao, tuy nhiên thì không được pháp luật cho phép, cho nên nó không phải là lĩnh vực kinh doanh phù hợp các em nhé. Mời các em đi vào trả lời cho cô câu hỏi số 2, gồm có 6 chữ cái. Kinh doanh khi gặp thuận lợi sẽ thúc đẩy sự phát triển điều gì? Đáp án của chúng ta là thúc đẩy sự phát triển về kinh tế. Mời các em tiếp tục đi vào câu hỏi số 3, gồm có 7 chữ cái. Theo em thì chăn nuôi thuộc lĩnh vực kinh doanh nào? Từ khóa của chúng ta là lĩnh vực sản xuất. Câu hỏi số 4 gồm có 6 chữ cái. Cho thuê chuyện có phải là lĩnh vực kinh doanh phù hợp không? Đáp án của chúng ta là phù hợp. Cho thuê chuyện thì là một cái lĩnh vực kinh doanh có thu được lợi nhuận và được pháp luật cho phép. Tiếp theo, mời các em đi vào câu hỏi số 5. Câu hỏi này gồm có 6 chữ cái. Mở quán bán ăn sáng thì thuộc lĩnh vực kinh doanh nào? Các em đã có câu trả lời chưa nhỉ? Như vậy, đáp án của chúng ta là thuộc lĩnh vực dịch vụ. Như vậy, từ của chúng ta điền vào là từ dịch vụ. Tiếp theo, chúng ta đi vào câu hỏi số 6, gồm có 2 chữ cái. Điền từ vào ô trống. Lĩnh vực kinh doanh phải hạn chế thấp nhất rủi chấm chấm. À, câu này rất dễ rồi đúng không các em? Như vậy, đáp án của chúng ta là rủi ro. Mời các em tiếp tục đi vào câu hỏi số 7, có 2 chữ cái. Câu hỏi của chúng ta là có mấy lĩnh vực kinh doanh? À, đáp án của chúng ta là có 3 lĩnh vực kinh doanh, đó là sản xuất, thương mại và dịch vụ. À, tiếp theo, mời cả lớp trả lời cho cô câu hỏi số 8. Hàng ngang số 8 thì gồm có 8 chữ cái. Câu hỏi được đặt ra là trong kinh doanh thì gọi vốn và lao động là gì? Các em đã có câu trả lời chưa nhỉ? Như vậy, đáp án của chúng ta là trong kinh doanh thì gọi vốn và lao động là nguồn lực. Như vậy, cái từ của chúng ta cần điền là nguồn lực. Mời các em đi vào câu hỏi số 9. Căn cứ quan trọng nhất để xác định lĩnh vực kinh doanh là gì? Câu hỏi này gồm 9 chữ cái. Đáp án của chúng ta là thị trường. Như vậy, sau 9 câu hỏi hàng ngang, thì bây giờ các em hãy tìm cho cô từ khóa trong trò chơi ô chữ này. Từ khóa này nếu em trả lời được thì em sẽ được điểm 10, điểm cao nhất. Nào, xin mời các em câu hỏi sau đây. Theo em thì việc thực hiện những công việc mà pháp luật cho phép nhằm thu được lợi nhuận đã có bạn nào có câu trả lời chưa nhỉ? Như vậy, từ khóa của chúng ta là kinh doanh. Như vậy, kinh doanh là những công việc mà được thực hiện do sự cho phép của pháp luật và nhằm thu lại hay thu được lợi nhuận.
Sau đây cô mời các em ở nhà trả lời cho cô một số câu hỏi sau và nghiên cứu những nội dung sau. Câu hỏi thứ nhất là các em trả lời nghiên cứu cho cô là ở địa phương em thì có những lĩnh vực kinh doanh nào và theo em lĩnh vực kinh doanh nào là thuận lợi nhất vì sao? Câu hỏi số 2 là nếu có một nguồn vốn đầu tư cho em là 1 tỷ đồng, em sẽ kinh doanh thuộc lĩnh vực nào tại địa phương em và tại sao? Thứ ba là mời các em nghiên cứu một số tình huống kinh doanh và trả lời câu hỏi trong bài 52 trong sách giáo khoa. Đọc thêm bài số 1, bài 2, trang 164 và 165 trong sách giáo khoa. Như vậy, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các em đã theo dõi và hẹn gặp lại các em trong bài học sau.